Hi, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Đăng Trần Trang trên nội thất. Cảm ơn các bạn đã quay lại video của Đăng Trần. Chúc tất cả mọi người ngày mới tốt lành, có nhiều sức khỏe để làm việc và thành công trong cuộc sống nha. Và cái video hôm nay thì Đăng xin chia sẻ đến tất cả mọi người là làm cái trận thạch cao giật cấp mà nó bo góc tròn. Ok, nó bo góc tròn lồi ra bên ngoài. Ok, và mong video này các bạn xem với tinh thần chia sẻ, và cũng mong các bạn xem video thấy hay thì các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh phát triển về sau. Cảm ơn tất cả mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào công việc luôn nha. Và cũng như mọi khi thì chúng ta cũng sẽ làm một cái trần giật cấp ở đây. Chiều cao của nó là 15 cm cho cái mặt dẫn, và chiều rộng chúng ta sẽ có cái chiều rộng là 40 cm hoàn thiện. Thì bắt đầu vào cái làm cấp tròn á, thì chúng ta phải làm được cái cấp vuông trước. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ ráp vi góc cho cái trần và tường. Và sau khi chúng ta đã ráp xong cái thân V thì chúng ta sẽ làm mặt dựng như mọi khi nha. Và mặt dựng của nó là 15 cm. Ở cái phần này chúng ta cũng không cần thiết là phải bắn vít làm sao cho nó bằng đâu. Mình bắn cho nó lồi cái tay ra cho nó chắc chắn hơn. Và tiếp theo chúng ta cũng sẽ ráp cái thân V đáy luôn. Ở cái phần này thì tôi nghĩ các bạn cũng đã biết nhiều rồi, thì tôi sẽ làm nhanh chóng để có thể vào cái vấn đề chính nó nhanh hơn. Như vậy là đã xong cái phần về đáy, và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ráp cái phần mà vòng cung ở đây. Ok, để có thể ráp được cái vòng cung này chúng ta cần phải cắt tấm hình tròn, và bán kính của nó là 15 cm ăn theo cái mặt dựng này, và chúng ta sẽ xoay một cái hình tròn cho cái tấm thạch cao và chúng ta cắt ra. Ta sẽ chia thành 4 phần. Đó, bây giờ chúng ta đã có 4 phần bằng nhau, và chúng ta sẽ xoay cái hình tròn này. Công ba tự chế thì nó là khoảng cách là 15 cm. Đây, đây là bán kính 15 cm. Và bây giờ chúng ta sẽ cắt các hình tròn, và chúng ta sẽ cắt thành 4 phần. Đây, và bây giờ chúng ta đã có 4 phần như vậy. Đó, chúng ta những cái tấm này chúng ta sẽ ráp lên cái mặt dựng đó, và đồng thời chúng ta cũng sẽ ráp những cái thanh V này vô đây. Chúng ta sẽ ráp những cái thanh V như thế này ở cái vòng tròn này, nó sẽ như thế này. Và tiếp theo chúng ta sẽ đo từ mặt dựng này đi ra là 15 cm. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắn thêm một lớp V nữa. Bây giờ chúng ta sẽ ráp cái thanh V này vào trong góc. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ cắt cái góc này một chút. Ok, và chúng ta đã có một cái hệ thống khuôn sườn nó như thế này. Và chúng ta sẽ ráp cái góc tròn nó vô đây. Ok. Chúng ta sẽ bắn cái góc tròn nó vô thế này. Đó.
Và tất cả chỗ này chúng ta đều sẽ bắn góc tròn với vô. Đây cũng vậy. Và như vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái mặt dựng của cái vòng cung này. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ráp cái mặt đáy ha. Sau khi chúng ta làm cái mặt đáy hoàn thiện, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắt cái tấm của cái mặt dựng hình vòm này. Để có thể cắt được cái mặt dựng của cái hình cung này một kích thước thực tế thì chúng ta không cần phải tính toán gì nhiều hết. Ta chỉ việc là đưa cái tấm này lên. Đó, ta sẽ đưa cái tấm này lên. Sát. Và chúng ta sẽ giữ im. Rồi, uống. Nó sẽ đụng ngay đây. Đó, nó đụng ngay vị trí này. Đụng ngay vị trí đây. Bây giờ ra nó dấu ra. Đó. Là chúng ta sẽ biết được cái kích thước thực tế của cái hình hình vòm này. Như vậy là kích thước cái vòng cung là 23 cm. Đó. Thì chúng ta biết là 23 cm. Và bây giờ chúng ta sẽ cắt 23 cm và chúng ta sẽ cắt dọc cái mặt phải. Chúng ta sẽ cắt nhỏ nó ra. Cắt dọc dài nhỏ nhỏ ra khoảng tầm 2 đến 3 cm thôi. Ok, và chúng ta đã có tấm là 23 cm và chúng ta sẽ cắt ra như thế này. Nó sẽ 2 phân 1. Đó, nó sẽ là 2 cm. 2 cm, còn lại cái khúc này 3 cm thì nó thường không sao hết. Chúng ta sẽ bẻ nó ra. Ok. Ở cái góc nhỏ thì các bạn chắc chắn phải cắt, bắt buộc phải cắt. Tại vì không thể nào uống được, mà nếu có uống được nó sẽ không có đều. Đó. Nó sẽ bị móp méo. Đó, nó không có đều được. Cho nên các bạn bắt buộc phải cắt nó nhỏ ra như thế này. Ok. Ok, và sau khi chúng ta đã ráp cái mặt tròn này, chúng ta sẽ có cái hình như thế này. Đó. Ở đây chúng ta sẽ ráp cho nó sâu vô trong này luôn. Và tấm ở đây chúng ta sẽ cắt nó sau. Đó, chúng ta sẽ cắt đưa nó vô đây. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái phần thô của cái trần thạch cao giật cấp bo góc tròn. Làm cái kiểu này cũng khá là mệt mà cũng khá là vui. Thì bây giờ chúng ta sẽ dán lưới và xử lý cái chỗ này. Xử lý làm sao cho nó thiệt là tròn. Đó. Và bàn giao lại cho các bạn sơn nước. Chúng ta sẽ dán lưới hết toàn bộ cái khu vực này luôn, dán hết toàn cái hình cung luôn, tại vì nó có vết cắt rất là nhiều, thì chúng ta sẽ dán lại hết. Chúng ta dán dọc hay là dán xuôi gì cũng được. Tôi thì tôi dán dài vậy. Dán nó lại để cho nó chắc rồi bắt đầu bây giờ mình sẽ pha bột và mình chỉnh lại làm sao cho nó tròn nha. Mình chỉnh lại cho nó tròn có nghĩa là nó tròn phải chưa đến mức tuyệt đối nhưng ít ra cũng phải cho nó đều lại chứ đừng có để nghênh ngang rồi mấy bác thợ sơn mấy bác cũng khổ lắm.
thì các bạn phải cố gắng cắt nó nhỏ nhỏ ra, rồi các bạn ráp lên để cho nó hình tròn, nó được đẹp mắt hơn và cũng dễ thi công hơn. Mấy bác thợ sơn vô, mấy bác nhìn thấy cái ông tròn mà nó gãy tùm lum hết rồi, bắt đầu mấy bác chỉnh không có nổi đó, mấy bác nói cho rồi cũng mệt mình lắm. Tốt nhất là mình nên làm sao mà cho nó chỉnh chu. Okay. Tôi có pha một ít bột chống nứt, hay bột xử lý mối nối, và dùng cái miếng nhừ dẻo như thế này này, đó có thể uống được á, và chúng ta sẽ chỉnh cho nó tròn đều nha. Chúng ta sẽ đảo bột cho nó nhuyễn một chút. OK, và chúng ta đã hoàn thành xong cái trần thạch cao là giật cấp bo góc, đó, giật cấp uốn góc. Đây, các bạn nhìn xem. Chúng ta sẽ chỉnh cái trần cho nó hoàn thiện một chút, để cho nó tròn một chút, để cho những người sau người ta làm sơn nước đồ người ta làm cho nó dễ dàng hơn. Cái trần này á, làm khá là mất thời gian và nó cũng khá là tốn kém chi phí, nhân công cả vật liệu cũng tốn hơn một chút xíu so với cái trần bình thường. Thì video đến đây cũng đã kết thúc, và tôi xin chúc các bạn xem video vui vẻ, và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh về sau nha. Chúc các bạn thành công. Xin chào.